Tô Hữu Bằng yêu thầm Triệu Vy, đau đớn trong cuộc đời ít ai biết sau những tin đồn về giới tính. Tô Hữu Bằng sinh năm 1973 tại Đài Loan. Anh gia nhập giới giải trí từ năm 15 tuổi với vai trò thành viên nhóm nhạc Những Chú Hổ Con cùng Ngô Kiều Long và Trần Chí Bằng. Với ngoại hình điển trai, họ nhanh chóng trở thành nhóm nhạc được yêu thích nhất tại Đài Loan thời điểm đó, được lên truyền thông Nhật Bản phỏng vấn. Những Chú Hổ Con từng tổ chức sự kiện buổi ký tên với 10.000 người, cho thấy lượng người hâm mộ khổng lồ mà họ có. Tô Hữu Bằng được xây dựng hình tượng hổ ngoan ngoãn khi vừa hiền lành lại học giỏi. Tuy nhiên vì mãi mê luyện tập biểu diễn, anh đã mất danh hiệu học sinh xuất sắc. Sau đó tài tử bỏ học khoa kỹ sư cơ khí Đại học Đài Loan, dẫn tới hình tượng sụp đổ. Không chỉ gặp áp lực từ dư luận, Tô Hữu Bằng còn tranh cãi với cha mẹ, có lần bị cha dọa ném dao vào người. Năm 21 tuổi, Tô Hữu Bằng bỏ lại tất cả sang Anh du học để tìm kiếm khoảng thời gian riêng, tĩnh tâm sau những sóng gió ở giới giải trí. Năm 1998, Tô Hữu Bằng trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ bộ phim Hoàng Châu Cách Cách, sau đó là Tân Dòng Sông Ly Biệt, Dương Môn Hội Tướng, Tuyệt Đại Sông Kiều. Tuy nhiên, vì gương mặt của nam diễn viên hiền lành non nớt, anh không được các đạo diễn cho vai diễn có chiều sâu hay nội tâm phong phú. Điều này từng khiến Tô Hữu Bằng cảm thấy chán nản. Năm 2009, khi tham gia bộ phim Phong Thanh của đạo diễn Trần Quốc Phú, tài tử từng bỏ ăn cơm vì cảm thấy không xứng đáng được ăn. Nam diễn viên đã nỗ lực học kinh kịch để vào vai đào kép, sau đó nhận được giải nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải Bách Hoa 2010. Theo ET Today, cũng vì ngoại hình, Tô Hữu Bằng chỉ có thể đóng phim kiếm hiệp thần tượng và luôn bị đánh giá thấp về tài năng diễn xuất. Chính Tô Hữu Bằng cũng nói, tôi trụ được trong giới giải trí không phải vì tài năng hơn người, mà nhờ việc chăm chỉ thôi. Cùng với những bình luận thiếu tích cực về tài năng, Tô Hữu Bằng còn bị nghi ngờ về giới tính do không công khai người yêu, sống độc thân suốt mấy chục năm sự nghiệp. Tô Hữu Bằng chia sẻ, anh từng phải lòng Triệu Vy khi họ đóng chung trong Hoàng Châu Cách Cách. Vẻ ngoài lý lắc, sự hoạt bát thông minh và nhanh nhẹn của Triệu Vy khiến chàng trai Tô Hữu Bằng nhút nhát và kiệm lời khi đó mê mệt. Song Tô Hữu Bằng không dám thổ lộ, bởi Triệu Vy lúc đó đã có bạn trai. Anh quyết định giữ kín chuyện tình này để bảo vệ mối quan hệ bạn bè thân thiết và én nhỏ. Thời điểm quen nhau, Tô Hữu Bằng đã là ngôi sao trẻ tại Đài Loan, còn Triệu Vy vẫn đang chỉ là cô sinh viên xinh đẹp mới chập chững bước chân vào làng giải trí. Thời gian làm việc chung với Triệu Vy, Tô Hữu Bằng đã thực sự cảm mến rung động và đến giờ, khi Triệu Vy đã lập gia đình và có con, Tô Hữu Bằng vẫn độc thân. Tô Hữu Bằng từng thừa nhận, tôi từ lâu đã nảy sinh tình cảm với Triệu Vy, tôi thích Triệu Vy, tôi thừa nhận tình cảm đối với cô ấy nhiều hơn tình bạn thông thường, nhưng cũng chẳng có ích gì, cô ấy đã có bạn trai, tôi sao mà dám theo đuổi. Tô Hữu Bằng tự nhận xét về Triệu Vy. Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, giàu nghị lực và nhiều khát vọng. Cô ấy còn là một đạo diễn tài năng. Giải thích lý do không dám thổ lộ tình cảm với én nhỏ, Tô Hữu Bằng từng nói, tính cách cô ấy mạnh mẽ, dù rất thích cô ấy nhưng tôi không thể quản lý được cô ấy. Nếu công khai tỏ tình mà bị cô ấy từ chối, thì có lẽ chúng tôi sẽ không còn giữ được mối quan hệ tình bạn thân thiết trong tương lai. Tô Hữu Bằng cho biết, anh từng được nữ văn sĩ Quỳnh Dao đề nghị vào vai Hà Thư Hoàng trong Tân Dòng Sông Ly Biệt và có chuyện tình đau khổ với Lục Y Bình, Triệu Vy đóng, nhưng nhất quyết từ chối. Sau đó, vai diễn này được trao cho Cổ Cự Cơ, còn Tô Hữu Bằng vào vai Đỗ Phi và nên duyên với Lục Như Bình, Lâm Tâm Như đóng. Giải thích cho lý do từ chối kết đôi với Triệu Vy trong Tân Dòng Sông Ly Biệt, Tô Hữu Bằng giải thích, anh không muốn đóng cảnh thân mật với Triệu Vy. Sau đó, Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như hẹn ước sống bên nhau nếu tới năm 40 tuổi họ vẫn chưa có ý trùng nhân. Đến giờ, cô em gái thân thiết đã kết hôn sinh con, tài tử vẫn một mình. Bên cạnh đó, Tô Hữu Bằng dính tin đồn đồng tính do thường chọn trang phục điệu đà, màu mè khi tham gia sự kiện. Thời điểm đó, đoạn video nóng của một người mẫu nam được chia sẻ trên tài khoản cá nhân Tô Hữu Bằng. Tuy nhiên, anh cho biết trang cá nhân đã bị xâm nhập dẫn đến sự cố. Mới đây, Tô Hữu Bằng vướng tin bí mật kết hôn với trợ lý Amy. Tuy nhiên, công ty của nam diễn viên phủ nhận. Sự việc khiến những đồn đoán về giới tính của tài tử càng bị lan rộng. Khi nhắc tới chuyện kết hôn, Tô Hữu Bằng cho biết anh cảm thấy không thực sự hứng thú bởi vì chứng kiến quá nhiều bạn bè khổ sở vì hôn nhân. Hiện tại, Tô Hữu Bằng vẫn là một quý ông độc thân với cuộc sống tình cảm vô cùng kín đáo. Nam diễn viên còn được xem là hình mẫu điển hình của nghệ sĩ có tài có đức. Đối với các tin tức tiêu cực, những lời chế giễu, mỉa mai dành cho mình, Tô Hữu Bằng cố gắng không để bản thân bị ảnh hưởng. Tôi lựa chọn tha thứ cho mình và cũng tha thứ cho mọi người. Hoạt động nghệ thuật liên tục từ năm 15 tuổi, Tô Hữu Bằng có khối tài sản lớn. Nam diễn viên có nhiều bất động sản tại Trung Quốc đại lục, Singapore, Mỹ. Theo ET Today tiết lộ, Tô Hữu Bằng sở hữu khối tài sản khoảng 200 triệu nhân dân tệ, tương đương 31 triệu đô, từ thu nhập đóng phim và làm gương mặt đại diện. Tô Hữu Bằng vừa là diễn viên vừa là đạo diễn, anh còn cùng với Triệu Vy mở công ty quản lý nghệ sĩ sản xuất phim điện ảnh mang tên Nhất Bản Ảnh Nghiệp. Tuy nhiên hiện tại, nam diễn viên không dành nhiều tâm sức cho sự nghiệp. Mỗi năm anh chỉ tham gia 1 đến 2 show giải trí. Thời gian còn lại, anh tham gia các khóa tu, lên núi tọa thiền. Năm 2020, Tô Hữu Bằng chia sẻ trên CTV. Thời gian bận rộn nhất, mỗi năm tôi cũng về quê nhà 20 ngày để lên núi tu tập. Khi đó tôi cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, không lên mạng, không sử dụng điện thoại. Những lần tránh đời như vậy giúp Tô Hữu Bằng khám phá bên trong bản thân, lĩnh hội được ý nghĩa cuộc đời, không chạy theo những giá trị hào nhoáng bên ngoài.
Tâm tôi giờ đây rộng hơn nên cảm thấy đường đi cũng rộng, thoải mái và tự tại hơn. Tôi hữu bằng chia sẻ. Anh cũng xăm ở cánh tay phải dòng chữ Every breath is a blessing. Mỗi hơi thở là một phút lành, nhắc nhở quý trọng bản thân cuộc đời. Bên cạnh đó, tôi hữu bằng chăm chỉ làm từ thiện. Anh thành lập quỹ Hy vọng tôi hữu bằng để xây dựng trường học cho trẻ em ở các vùng khó khăn. Nếu như có thể khiến người khác vui vẻ, tôi sẽ thấy hạnh phúc, tôi hữu bằng nói.